Hoa Vinh bị chỉ trích dữ dội vì quảng cáo sàn cá độ, cờ bạc. Đoạn clip thu hút nhiều lượt xem, gây tranh cãi dữ dội. Mới đây, đoạn clip Hoa Vinh hát quảng cáo cho một sàn cá độ cờ bạc, bóng đá được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội. Nội dung bài hát xoay quanh việc ủng hộ các hình thức cá độ như bóng đá, xổ số, tiền ảo, đá gà, các hình thức bài bạc. Video sau khi đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem. Việc Hoa Vinh công khai quảng cáo cho cờ bạc khiến cộng đồng mạng bức xúc, lên tiếng chỉ trích. Phải ra luật, cứ BG cho mấy tổ chức trái pháp luật là phạt, phạt nặng vào, thì sau này mới không có ai dám làm. Nghệ sĩ bây giờ cứ nhận mấy quảng cáo không hiểu nổi nhỉ, là một số bình luận dưới video. Chúng tôi đã liên hệ với quản lý của Hoa Vinh để tìm hiểu thực hư. Người đại diện cho biết cô không rõ về video quảng cáo này. Tôi vừa trở thành quản lý của anh Vinh. Công việc này tôi không biết là ai nhận hay nhận từ bao giờ. Hiện tại tôi đang đi công tác. Khi xong việc về, tôi sẽ hỏi lại anh Vinh và báo lại với các bạn. Khi được hỏi thêm về việc tại sao không liên lạc ngay với Hoa Vinh khi biết tin tức, quản lý đã cúp máy và bảo sẽ liên hệ sau. Chúng tôi cũng liên lạc trực tiếp với Hoa Vinh, nhưng anh không bắt máy. Thực chất, đây không phải là lần đầu tiên người nổi tiếng vướng vào lùm xùm quảng cáo cho sàn cá độ bất hợp pháp. Trước đó, trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, vào tối ngày 11 tháng 11 năm 2021, sự xuất hiện của hai hot girl Trâm Anh và Lê Phương Anh gây chú ý. Cư dân mạng nhận ra cả hai mặc áo, cầm bảng hashtag quảng bá cho một sàn cờ bạc và cá cược bóng đá bất hợp pháp. Đây là sàn cá cược đã nhiều lần bị lực lượng chức năng xử lý, thậm chí đường link chính thức bị chặn ở Việt Nam. Nhưng do máy chủ của sàn cá độ được đặt ở nước ngoài nên gây khó khăn trong việc xử lý triệt để. Việc quảng bá này của hai hot girl khiến cư dân mạng chỉ trích gay gắt. Trước phản ứng của dư luận, Trâm Anh đã thay đổi các hình ảnh có logo cá cược được chia sẻ trên trang cá nhân. Cô cũng đã che mờ ảnh đại diện và hình ảnh trên sân Mỹ Đình.